anh chị khai thác dòng tiền phòng trọ thì đừng bỏ qua hai lô liền kề này nhé. Ví dụ như mô hình phòng trọ đây này, đó là xây là một trệt một lầu, là gồm có là 18 phòng 2 ký ốt. Thì lô đất của mình là có hai mặt tiền nhé, một mặt tiền đường nhà nước này, đường nhựa đường thống nhé, kế bên là trường mầm non Ống Vàng luôn, dân cư đã sinh sống xung quanh đông đúc này, hướng là đi thẳng ra đường liên tỉnh Minh Thành Ăn Long, còn hướng ngược lại á là đi ra đường Hồ Chí Minh. Đây là một mặt tiền đường nhà nước nhé, đó đường thông, và một mặt tiền là của BKMX 16m. Lô đất mình có diện tích ngang 5 dài 30, thổ cư toàn bộ, đất ở đô thị, hai mặt tiền nhé. Đó mà hiện tại anh chủ đang cần tiền ra nhanh, giá mỗi lô chỉ có 97 thôi, vị trí đất chính xác mình nằm đấy nhé, kế bên dãy phòng trọ này luôn. Đó hai lô liên kề là ngang 10 dài 30, thổ cư toàn bộ, xây dựng phòng trọ khai thác dòng tiền được ngay. Phòng trọ khu vực này đang cho thuê dao động từ 1.3 triệu đến 1.5 triệu. Thì ở đây thì đi học thì con cái đi học từ cấp 1, cấp 2 mầm non là chỉ có 300m, và đi làm khu công nghiệp BKMX là chỉ có 700m nhé, đi ra chợ tầm khoảng 500m thôi. Khu vực này trung tâm của phường Minh Thành, khu công nghiệp BKMX. Anh chị mà quan tâm vị trí này thì nhanh tay gọi điện cho Tống để sở hữu nhé.